Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc mẫu khăn len dành cho nữ với họa tiết giống như thế này. Để bắt đầu, chúng ta móc cho mình một dây móc xích dài 44 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mũi thứ bảy, tám, mũi thứ chín, thứ mười. Chúng ta móc lần lượt đến mũi móc xích sau cùng, mũi thứ 44. Sau khi đã móc xong 44 mũi móc xích rồi, ở hàng móc thứ nhất, chúng ta bỏ hai chân móc đầu tiên đi. Chúng ta móc từ chân móc thứ ba, lần lượt 42 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Các bạn sẽ móc lần lượt đến mũi móc đơn sau cùng, mũi thứ 42. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ nhất với 42 mũi móc đơn. Tiếp tục, các bạn móc tiếp hàng móc thứ hai. Trước tiên là hai bính, sau đó móc tiếp 8 kép và 8 mũi móc đơn vào 8 chân móc. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mũi thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Sau khi đã móc xong 8 mũi móc đơn đầu tiên rồi, chúng ta móc lên 3 bính. Bỏ chân móc thứ nhất, móc từ chân móc thứ hai, lần lượt 11 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, mũi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mũi thứ tám, thứ chín, mũi thứ mười, mũi móc đơn thứ 11. Như thế là chúng ta đã có được cái ô móc đầu tiên. Các bạn sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Trước tiên là 3 bính. Bỏ một chân, móc từ chân thứ 2, 11 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, mũi móc đơn thứ 2, mũi thứ 3, thứ 4, mũi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mũi thứ tám, thứ chín, thứ mười, mũi đơn thứ 11. Như thế là chúng ta đã có được ô móc thứ nhất, ô móc thứ hai. Các bạn móc ô móc sau cùng, ô móc thứ ba. Ở đây chúng ta móc 3 bính. Các bạn bỏ cho móc thứ nhất, móc lần lượt 9 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư,
Thứ năm. Thứ sáu. Mũi thứ bảy. Mũi đơn thứ tám. Sau cùng, mũi thứ chín ở cái chân móc ngoài cùng. Như thế là chúng ta đã vừa có được hàng móc thứ hai. Ở đây chúng ta có 3 cái ô hoa văn. Tiếp tục, các bạn móc tiếp hàng móc thứ ba. Để bắt đầu hàng móc thứ ba, chúng ta sẽ móc lên 3 bính. Tiếp tục là 3 kép vào 3 chân kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi thứ ba. Sau đó, các bạn sẽ kéo chỉ lên, móc cho mình một cái mắt lưới. Tiếp tục, các bạn sẽ móc vào cái vị trí này. Chúng ta xoay kim kéo chỉ 2 lần. Sau đó kéo kim qua. Móc lên 3 bính. 1 mũi dời. Chúng ta có cánh hoa đầu tiên. Tiếp tục cánh hoa thứ hai. Cũng kéo chỉ 2 lần. Sau đó là 3 bính. 1 mũi dời. Cánh hoa thứ 3. Chúng ta cũng xoay kim kéo chỉ 2 lần. Tiếp tục là 3 bính. 1 mũi dời. Cánh hoa thứ 4. Cánh hoa thứ năm. Tiếp tục là cánh hoa thứ sáu. Sau cùng là cánh hoa thứ bảy. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa móc xong cái ô móc đầu tiên với 7 cánh hoa. Để móc cái ô móc thứ hai, trước tiên các bạn sẽ móc cho mình 2 cái mắt lưới. Chúng ta móc cái mắt lưới thứ nhất. Tiếp tục là mắt lưới thứ hai. Sau đó các bạn cũng sẽ móc 7 cái cánh hoa vào đây. Cánh hoa thứ nhất. Cánh hoa thứ hai.
Cánh hoa thứ ba. Cánh hoa thứ tư. Tiếp tục là cánh hoa thứ năm. Cánh hoa thứ sáu. Sau cùng, cánh hoa thứ bảy. Như vậy là chúng ta cũng đã có được cái ô thứ hai với bông hoa bảy cánh. Tiếp tục cái ô móc thứ ba, chúng ta cũng sẽ móc trước tiên là hai cái mắt lưới giống như cái ô thứ hai. Mắt lưới thứ nhất. Cái mắt lưới thứ hai. Sau đó là 7 cánh hoa vào đây. Cánh hoa thứ nhất. Tiếp tục cánh hoa thứ hai. Cánh hoa thứ ba. Cánh hoa thứ tư. Cánh hoa thứ năm. Thứ sáu. Sau cùng là cánh hoa thứ bảy. Sau khi đã móc xong cái ô móc sau cùng với cái bông hoa bảy cánh rồi, các bạn sẽ móc tiếp cho mình một cái mắt lưới, sau đó là 4 mũi móc kép vào 4 chân móc ngoài cùng để kết thúc hàng móc thứ 3. Chúng ta sẽ bỏ chân móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chúng ta móc vào đây mũi kép thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, mũi kép thứ tư. Như thế là chúng ta đã vừa có được hàng móc thứ ba. Tiếp tục là hàng móc thứ tư. Trước tiên cũng là ba bính, sau đó là ba kép vào ba chân. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba.
tiếp tục là một cái mắt lưới. Sau đó là một đơn vào cánh hoa thứ hai. Kế đến là ba bính. Một đơn vào giữa cánh hoa thứ ba và thứ tư. Tiếp tục là năm bính. Một đơn vào giữa cánh thứ tư và thứ năm. Sau đó là ba bính. Một đơn vào cánh hoa thứ sáu. Tiếp tục là một mắt lưới. Một mũi móc đơn vào đây. Chúng ta móc tiếp ô thứ hai. Trước tiên cũng là một mắt. Chúng ta móc cho mình một mắt lưới. Sau đó là một đơn vào cánh hoa thứ hai. Tiếp là ba bính. Một đơn vào giữa cánh thứ ba và thứ tư. Tiếp tục là năm bính. Một đơn vào giữa cánh thứ tư và thứ năm. Sau đó là ba bính. Một đơn vào cánh hoa thứ sáu. Tiếp tục là một mắt lưới. Một mũi móc đơn vô đây. Chúng ta có ô móc thứ hai. Tiếp tục ô móc thứ ba. Cũng là một mắt lưới. Một đơn vào cánh hoa thứ hai. Sau đó là ba bính. Một đơn vào giữa cánh thứ ba và thứ tư. Tiếp tục năm bính. Một đơn vào giữa cánh thứ tư và thứ năm. Tiếp tục là ba bính. Một đơn vào cánh thứ sáu. Và để kết thúc hàng móc thứ tư, sau khi móc xong ô móc thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một cái mắt lưới. Sau đó là bốn kép. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ tư. Tiếp tục là hàng móc thứ năm. Chúng ta sẽ móc giống hàng móc thứ ba. Trước tiên là ba bính. Sau đó là ba kép.
tiếp tục là một mắt lưới. Sau đó các bạn sẽ móc vào cái dây móc ở giữa này. Chúng ta bỏ cái dây móc này đi, móc vào đây. Cánh hoa đầu tiên. Cánh hoa thứ hai. Cánh hoa thứ ba. Cánh hoa thứ tư. Cánh hoa thứ năm. Cánh hoa thứ sáu. Sau cùng, cánh hoa thứ bảy. Chúng ta có được cái bông hoa đầu tiên. Tiếp tục để móc cái bông hoa thứ hai. Trước tiên, các bạn móc lên hai mắt lưới. Tiếp tục, chúng ta móc vào cái dây móc ở giữa. Cánh hoa đầu tiên. Cánh hoa thứ hai. Cánh hoa thứ ba. Cánh hoa thứ tư. Hoa thứ năm. Thứ sáu. Sau cùng, cánh hoa thứ bảy. Chúng ta có bông hoa thứ hai. Tiếp tục, bông hoa thứ ba. Trước tiên cũng là hai mắt lưới. Tiếp tục là cánh hoa thứ nhất. Cánh hoa thứ hai. Thứ ba.
thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Sau cùng, cánh hoa thứ bảy. Sau đó là một mắt lưới và bốn mũi móc kép còn lại để kết thúc hàng thứ năm. Ở các hàng móc tiếp theo, chúng ta sẽ lặp lại hàng móc thứ tư và thứ năm. Đến khi nào có được cái chiều dài vừa ý thì chúng ta cái việc còn lại cho mình. Sau khi đã móc xong cái chiều dài của cái khăn rồi, các bạn sẽ móc tiếp cái viền của cái đầu khăn còn lại. Ở cái phần viền, các bạn sẽ móc hàng móc thứ nhất. Trước tiên là hai bính. Sau đó là ba đơn và ba chân móc. Sau đó là 6 bính 1 dời 5 lần. Lần thứ nhất. Chúng ta móc 1 mũi dời vào cái cánh hoa ở giữa. Mình nói nhầm, cái này mình móc mũi móc đơn. Tiếp tục lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Sau cùng là 6 bính. Bốn mũi móc đơn. Chúng ta đã có được hàng móc thứ nhất. Tiếp tục là hàng móc thứ hai.
trước tiên là hai bính, sau đó chúng ta móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn, chúng ta móc tất cả là 42 mũi móc đơn cho mình. Các bạn móc hết hàng móc thứ hai. Chúng ta móc tiếp 4 mũi móc đơn sau cùng. Tiếp tục hàng móc thứ ba, móc giống như hàng móc thứ hai. Trước tiên là hai bên, sau đó là 42 mũi móc đơn tất cả. Chúng ta móc hết hàng móc thứ ba. Sau khi móc xong hàng móc viền sau cùng rồi, chúng ta cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Các bạn đút chặt lại. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái khăn. Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi hoàn tất.